Trà Vinh là một trong 13 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở phần cuối Cù Lao Lớn giữa sông Tiền và sông Hậu với hai cửa Cung Hậu và Định An. Phía đông giáp Biển Đông với 65 km bờ biển, phía tây giáp Vĩnh Long, phía nam giáp Sóc Trăng với ranh giới là sông Hậu, phía bắc giáp Bến Tre với ranh giới là sông Cổ Chiên. Trà Vinh là thành phố trẻ dưới những hàng cây xanh cổ thụ, được mệnh danh là thành phố cây xanh. Vùng đất của những ngôi chùa Khmer cổ kính có tuổi đời hàng trăm năm. Dưới sự hiện đại của một đô thị, Trà Vinh vẫn giữ cho mình nét cổ kính từ ngàn xưa. Trải qua hàng thế kỷ, hình thành và phát triển Trà Vang xưa, Trà Vinh hôm nay có sự giao thoa mạnh mẽ giữa văn hóa, Kinh, Khmer, Hoa với những sắc thái vô cùng độc đáo. Khi tìm hiểu về nguồn gốc tên gọi Trà Vinh từ đâu mà có, thì ta có hai nguồn thông tin lý giải như sau. Thứ nhất, dựa theo cuốn Monography Didavansi Di Vinh Long Trà Vinh, tức chuyên khảo về tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh, do Hội Nghiên cứu Đông Dương xuất bản năm 1911, có đoạn viết: Trà Vang là tên độc trại của từ Prakrabang, trong tiếng Khmer có nghĩa là ao Phật, nằm ở làng Đông Hóa, trong tổng Trà Phú, cách tỉnh lỵ 6 km. Còn nguồn thông tin thứ hai cũng có điểm gần giống với cách lý giải trên, nhưng nói rằng Trà Vang xuất âm trong tiếng Khmer là Prithapan, có nghĩa là nơi tìm được tượng Phật bằng đá trong ao nước. Theo đó, trong một trận nước lụt, dân làng thấy một tượng Phật trôi tấp vào bờ ao, liền rước về một gò cao cạnh đó rồi xây chùa thờ phụng. Chùa được đặt tên Pohisarai Trapan, nay được gọi là chùa Ông Mẹt, tọa lạc tại phường 1 thành phố Trà Vinh. Tên chùa được gọi rút gọn là Trapan, dần do truyền miệng và được biến hóa âm điệu thành Trà Vang, về sau bị nói trại thành Trà Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, nói về lịch sử vùng đất Trà Vang, tiền thân của tỉnh Trà Vinh sau này, chúng ta cần tìm hiểu sâu về lịch sử của vùng phương Nam. Cuối thế kỷ 17, do điều kiện lịch sử và địa lý, công cuộc mở rộng lãnh thổ về phương Nam vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các chúa Nguyễn. Nên năm 1698, trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh kinh lý phương Nam, rồi cho lập phủ gia đình cùng hai dinh là Trấn Biên và Phiền Trấn. Năm 1732, chúa Nguyễn Phúc Chu thấy đất gia đình còn rộng, bèn sai các quan chia đất dựng Long Hồ Dinh, chỉ có một châu là Định Viễn. Lúc ấy, Long Hồ Dinh chính là đơn vị hành chính thứ 12 cuối trời Nam trên cương thổ từ Quảng Bình trở vào, quản lý vùng đất tương ứng với Mỹ Tho, tức Tiền Giang ngày nay, và Long Hồ, tức Vĩnh Long ngày nay. Thổ đậu Lỵ Sợ của Long Hồ Dinh đóng tại bờ tả sông Tiền, thuộc thôn An Bình Đông, huyện Kiến Đăng, tức huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hôm nay. Vị quan lưu thủ đầu tiên là ông Tống Phước Hiệp, một người có nhiều công sức trong việc giữ gìn an ninh, phát triển kinh tế vùng Nam Bộ. Năm 1739, Long Hồ Dinh được chúa Nguyễn Phúc Khoát nhập thêm 4 huyện lỵ là Long Xuyên, Kiên Giang, Trấn Giang, Trấn Dì, ngày nay lần lượt là Cà Mau, Rạch Giá, Cần Thơ, Bạc Liêu. Sau đó, chúa Nguyễn đem tất cả những miền đất phương Nam đã mở mang đặt lại thành 3 dinh là Trấn Điên Dinh, Phiên Trấn Dinh và Long Hồ Dinh, cùng một trấn là Hà Tiên Trấn. Đến năm 1756 thì Long Hồ Dinh có thêm hai vùng Tầm Bôn và Lôi Lạp, tức Tân An và Gò Công ngày nay. Một năm sau, tức năm 1757, Long Hồ Dinh lại bao gồm thêm Châu Đốc, Tân Châu và Đồng Khẩu, chính là vùng Ba Thắc tức Sóc Trăng và Trà Vang tức Trà Vinh ngày nay. Trong cuốn Đài Nam Thực Lục Tiền Biên do Quốc Sử Quán Triều Nguyện biên soạn có chép rằng: Đinh Sửu năm thứ 19, tức năm 1757, ở Chân Lạp xảy ra biến cố khi vua Nặc Nguyên chết. Người chú họ là Nặc Nhuận tạm trông coi việc nước. Lúc bấy giờ, Nặc Nhuận bị con rể là Nặc Hình giết để cướp ngôi. Con của Nặc Nhuận là Nặc Tôn phải chạy sang Hà Tiên cầu viện. Thống suất Trương Phước Du thừa thế tiến đánh. Nặc Hình chạy đến Tầm Phong Suy thì bị quan Phiên Úc Nha Uôn giết chết. Sau việc này, biên thần Tâu Sinh nhân đó lập Nặc Nhuận làm vua và được chúa Nguyễn Phúc Khoát đồng ý và cho tướng sĩ Nam Dinh hộ tống về nước.
Nặc Nguyên sau đó dâng hai phủ Trà Vang tức Trà Vinh và Ba Thắc tức Sóc Trăng để tỏ lòng ân nghĩa. Đây là lần đầu tiên Tư Trà Vang xuất hiện trong chánh sử nước ta. Đến thời điểm này, Long Hầu Dinh đã quản lý cả một vùng lãnh thổ rất rộng lớn, kết nối liền mạch mảnh đất phương Nam, từ Đông Nam Bộ cho tới Tây Nam Bộ, từ địa giới Chân Lạp tới tận Biển Đông. Để thuận lợi hơn trong việc quản lý hành chính, cũng trong năm 1757 này, ký lục Long Hầu Dinh là Nguyễn Cư Trinh và thống suất Trương Phước Du đề nghị dời ly sở của Long Hầu Dinh và Châu Định Viễn từ Tả Ngạn Sông Tiền thuộc Tiền Giang về Hữu Ngạn Sông Tiền thuộc thôn Long Hồ của xứ Tầm Bào, tức thành phố Vĩnh Long ngày nay. Lúc này, Trà Vang là một lỵ thuộc Long Hồ Dinh, và Long Hồ trở thành một trong ba dinh của vùng Nam Bộ là Trấn Biên Dinh, tức vùng Biên Hòa, Phiên Trấn Dinh, tức vùng Gia Định, Long Hồ Dinh, tức vùng Vĩnh Long và khu vực lân cận. Ngoài ba dinh thì có một trấn là Hà Tiên Trấn, tức vùng Hà Tiên. Như vậy, năm 1757 có một ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình khai phá đất đai ở vùng đất Nam Bộ nói chung và vùng đất Trà Vang nói riêng. Năm 1802, sau khi lên ngôi, vua Gia Long bắt tay vào việc sắp xếp phân định lại ranh giới các đơn vị hành chính trên toàn quốc. Từ đó, Gia Định Phủ được đổi thành Gia Định Trấn, tức Phiên An. Lãnh thổ Gia Định Trấn được phân chia thành 4 dinh và 1 trấn phụ. Vùng đất Trà Vinh lúc này thuộc dinh Vĩnh Trấn. Năm 1803, vua Gia Long cho lập địa đồ các dinh thuộc Gia Định Trấn và đổi dinh Vĩnh Trấn thành dinh Hoàng Trấn. Vùng đất Trà Vinh lúc này thuộc dinh Hoàng Trấn. Năm 1808, vua Gia Long đổi Gia Định Trấn thành Gia Định Thành. Dinh Hoàng Trấn được đổi thành Trấn Vĩnh Thành. Lúc bấy giờ, vùng đất Trà Vinh thuộc Trấn Vĩnh Thành. Đến năm 1825, vùng đất Trà Vinh được vua Minh Mạng lập thành Phủ Lạc Hóa, trực thuộc Trấn Vĩnh Thành, gồm hai huyện Trà Vinh và Tuân Mỹ. Đầu năm 1832, vua Minh Mạng tiếp tục cải cách địa giới hành chính, đổi Trấn Vĩnh Thành thành Trấn Vĩnh Long. Và vào tháng 10 năm 1832, thực hiện đổi Trấn Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long. Toàn Nam Kỳ lúc này có 6 tỉnh gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh, tức Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Như vậy, lúc này Trà Vinh là một huyện thuộc Phủ Lạc Hóa của tỉnh Vĩnh Long. Năm 1876, Thống đốc Nam Kỳ ra nghị định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính lớn. Trên cơ sở phân chia đó, khu vực hành chính lớn Vĩnh Long gồm 4 tiểu khu Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Sa Đéc. Tiểu khu Trà Vinh là tiền thân của tỉnh Trà Vinh sau này. Ngày 20 tháng 12 năm 1899, toàn quyền Đông Dương ký nghị định đổi tên gọi tiểu khu thành tỉnh. Từ đây, Nam Kỳ Lục Tỉnh được phân chia lại thành 10 tỉnh mới. Tỉnh Vĩnh Long được tách ra thành 3 tỉnh mới là Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh. Nghị định này được chính thức thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1900. Như vậy, tên tỉnh Trà Vinh được sử dụng chính thức trên các văn bản hành chính từ ngày này, trong tiếng Pháp là Province de Trà Vinh. Đến năm 1917, tỉnh Trà Vinh có 5 quận là Châu Thành, Bắc Trang, Bàn Đa, Càng Long và Âu Lắc. Tháng 8 năm 1928, Thống đốc Nam Kỳ ra nghị định phân chia lại địa giới hành chính. Theo đó, tỉnh Trà Vinh bãi bỏ quận Bàn Đa do phải nhập vào quận Châu Thành, ly sở đặt tại làng Minh Đức, sau đổi thành Long Đức. Còn quận Âu Lắc được đổi thành quận Cầu Ngang, có ly sở dời từ Âu Lắc về làng Minh Thuận. Song song đó, lập quận Tiểu Cần, ly sở đặt tại làng Tiểu Cần. Chính quyền cũng cho dời ly sở quận Bắc Trang từ Bắc Trang về Thanh Xuyên. Ly sở của quận Càng Long lúc này được đặt tại An Trường, phần đất này nay thuộc thị trấn Càng Long. Đến tháng 11 năm 1940, Thống đốc Nam Kỳ lại có nghị định đổi tên quận Bắc Trang thành quận Trà Cú. Tên gọi tỉnh Trà Vinh được sử dụng chính thức cho đến tháng 5 năm 1951. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Cục, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ đã ban hành Nghị định số 174/NB51 ngày 27 tháng 6 năm 1951 về việc sắp nhập 20 tỉnh Nam Bộ thành 11 tỉnh. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh được sắp nhập lại thành một tỉnh là tỉnh Vĩnh Trà.
Lúc này huyện Tiểu Cần được nhập vào huyện Càng Long. Đến năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành phân chia lại địa giới hành chính của các tỉnh miền Nam. Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, hai huyện Cầu Kè và Tiểu Cần được tách ra, kép với hai huyện Trà Ôn và Tam Bình của Vĩnh Long để thành lập một tỉnh mới là tỉnh Tam Cần, theo sắc lệnh ngày 9 tháng 2 năm 1956, và tách một phần đất của huyện Cầu Ngang để thành lập một quận mới là quận Long Toàn, theo sắc lệnh ngày 22 tháng 10 năm 1956. Đầu năm 1957, theo Nghị định số 3/HCND, ngày 3 tháng 1 năm 1957 của chính quyền Ngô Đình Diệm, đổi tên tỉnh Trà Vinh thành tỉnh Vĩnh Bình. Như vậy, tỉnh Tam Cần chỉ thành lập được gần một năm thì giải thể. Ba quận của tỉnh Tam Cần và quận Vũng Liêm của Vĩnh Long được sắp nhập vào tỉnh Vĩnh Bình. Năm 1967, Liên tỉnh ủy miền Tây cũng quyết định tách hai huyện Vũng Liêm và Trà Ôn từ tỉnh Trà Vinh để nhập về tỉnh Vĩnh Long. Từ giai đoạn này, tỉnh Trà Vinh cơ bản có địa giới hành chính chung với hiện nay, bao gồm 8 đơn vị hành chính là thị xã Trà Vinh và 7 huyện Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang và Duyên Hải. Cho đến tháng 2 năm 1976, thực hiện nghị quyết số 245/NQ-TQK ngày 20 tháng 9 năm 1975 của Bộ Chính trị về việc bỏ khu họp tỉnh và nghị quyết số 19/NQ ngày 20 tháng 12 năm 1975 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh hợp nhất một số tỉnh miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ban hành nghị định về việc giải thể khu hợp nhất tỉnh ở miền Nam Việt Nam. Theo nghị định này, ở miền Nam có 21 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh được sắp nhập thành tỉnh Cửu Long. Đến ngày 26 tháng 12 năm 1991, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 8 đã ra quyết định tách tỉnh Cửu Long thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Lúc này, tỉnh Trà Vinh có 8 đơn vị hành chính, gồm thị xã Trà Vinh và 7 huyện Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú. Ngày 5 tháng 5 năm 1992, quyết định tái lập tỉnh Trà Vinh chính thức có hiệu lực. Sau 18 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, ngày 4 tháng 3 năm 2010, thị xã Trà Vinh chính thức được công nhận là thành phố Trà Vinh đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Trà Vinh. Ngày 15 tháng 5 năm 2015, thành lập thị xã Duyên Hải trên cơ sở điều chỉnh một số phần diện tích tự nhiên và dân số của huyện Duyên Hải. Ngày 15 tháng 2 năm 2016, với sự phát triển nhanh chóng, thành phố Trà Vinh đã được công nhận là đô thị loại 2. Như vậy, lúc này tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và các huyện Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần và Trà Cú. Quý vị và các bạn thân mến, Trà Vinh là một trong 13 tỉnh thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở phía hạ lưu giữa sông Tiền và sông Hậu, giáp với Biển Đông, cách vùng kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km khi đi bằng quốc lộ 53 qua tỉnh Vĩnh Long. Khoảng cách này chỉ còn 130 km nếu đi bằng quốc lộ 60 qua tỉnh Bến Tre. Cách thành phố Cần Thơ chỉ hơn 50 km. Và khi dự án xây dựng cầu Đại Ngãi 2 trên quốc lộ 60 hoàn thành, sẽ kết nối Trà Vinh và Sóc Trăng. Lúc này, toàn tuyến ngang dọc của Trà Vinh với cả vùng xem như được kết nối liền mạch. Với những điều kiện này cho thấy Trà Vinh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, cả về quốc phòng an ninh, là tuyến đường cửa ngõ ra biển quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là tỉnh trọng điểm về kinh tế biển, hứa hẹn nhiều tiềm năng và được kỳ vọng phát triển mạnh trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video. Bách Khoa Sử Ký mến chào, hẹn gặp lại